Em xin chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 30 tháng 11. Thì hôm nay Vườn Lan Hà Nội có về rất là nhiều mặt hàng đẹp các bác nhé. Toàn bộ đều là những cái hàng đang nụ rất là xinh luôn, để các bác có thể chơi hoa Tết luôn ạ. Các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Thì video ngày hôm nay nhà em chủ yếu là các loại địa, từ những cái dòng địa phổ thông cho đến những cái dòng địa lạ hiếm trên thị trường các bác nhé. Ngoài ra thì nhà em còn có cả đen dô xuân và rất là nhiều các mặt hàng khác ạ. Thì mong là được các bác ủng hộ nhiệt tình và quan tâm. Và hôm nay sẽ có rất là nhiều các mã giảm giá các bác nhé. Thì đầu video em như thường lệ sẽ lên cho các bác ngắm những cái chậu địa lan hoàng kim bảo cực kỳ đẹp đấy luôn. Thì trước tiên thì em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cây hoàng kim bảo các bác nhé. Địa lan hoàng kim bảo thì sẽ cho hoa rất là thơm. Và cây này thì hoa của nó nở đúng Tết các bác nhé. Rất là dễ trồng, dễ chăm sóc. Hoa bền khoảng tầm 2 tháng cho đến 2 tháng rưỡi luôn ạ. Mặt hoa của cây hoàng kim bảo từ thân lá cho đến mặt hoa thì rất giống với thanh ngọc, nên là các bác rất là dễ bị nhầm lẫn. Nhưng mà nhà em bán thì chuẩn giống cho các bác yên tâm. Từ trước đến nay thì lúc nào cũng đặt cái phương châm là chuẩn giống lên hàng đầu. Thì một chậu hoàng kim bảo như thế này nhà em sẽ có rất là nhiều thân các bác nhé. Và đây nó đang có những cái nụ đây các bác thấy chưa? Đang có những cái lụ, một chậu thì sẽ có nhiều nụ các bác nhé. Thì một chậu hoàng kim bảo như thế này em chia sẻ về giá là 300.000 cho một chậu. Cây đẹp tuyệt vời các bác nhé. Và các bác mua hàng như em là các bác được xem hàng thoải mái luôn. Và cây chuẩn như thế này thì nhận cho em các bác nhé, rất là đẹp luôn ạ. 300.000 cho một chậu hoàng kim bảo đẹp. Khi mà các bác lên chậu thì đảm bảo rất là sang luôn. Tiếp đến thì hôm nay nhà em còn một chậu lục bảo thanh, hay còn gọi là lục bảo thạch các bác nhé. Cây rất là đẹp, chậu thì đang có, chậu này chắc là có khoảng tầm 5 ngồng hoa các bác ạ, rất là đẹp luôn. Giá là 300.000 cho một chậu lục bảo thanh các bác nhé. Em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cái cây lục bảo thanh. Hoa của nó có màu xanh hơi vàng các bác nhé. Và hoa của nó rất là bền, thơm. Bông to hơn gấp cây thanh ngọc khoảng 2 lần các bác nhé. Đây là mặt hoa của cây lục bảo thanh này, cực kỳ đẹp và rất là siêng bông. Đấy, mình sẽ cho chơi hoa Tết luôn ạ. Giá là 300.000 và hiện tại có một chậu thôi các bác nhé. Tiếp đến sẽ là những cái chậu địa đại mạc cổ lá biên, rất là đẹp luôn. Hàng đại mạc lá biên năm nay thì cây rất là đẹp các bác ạ. Cây lá rất là to, như các bác có thể nhìn thấy lại bản lá to. Và những cái cây này thì có những cái đường biên ở đầu lá các bác nhé, làm cho cái lá của nó rất là xinh luôn. Ngoài ra thì chơi phong thủy cũng rất là hợp. Những cái chậu đại mạc lá biên như thế này thì sẽ có rất là nhiều chậu, nhiều lụ trên một chậu các bác nhé. Trung bình mọi năm em bán thì khi mà ngồng hoa dài là các bác đếm cần bông ra là sẽ được khoảng độ tầm 5, 6, 7 ngồng trở lên luôn. Rất là nhiều ngồng. Hàng năm nay thì bây giờ lụ nó vẫn còn ngắn nên là chưa đếm được. Nhưng mà chắc chắn sẽ nhiều ngồng, chậu to mà các bác ơi. Đấy, thì các bác có thể mua một chậu như thế này, rất là rẻ thôi. Về giá chỉ có là 280.000 cho chậu đại mạc cổ lá biên các bác nhé. Em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cây. Em cho các bác xem luôn hoa năm ngoái khách mua nhà em lở này. Đẹp lắm là đẹp luôn. Đây các bác ơi, đây hoa năm ngoái khách lở đây. Cánh bay mà hoa thơm các bác nhá. Đây là cây địa truyền thống, rất là dễ trồng, dễ chăm sóc luôn ạ. Đấy, các bác có thể sưu tầm cho mình những cái chậu địa mạc cổ lá biên rất là đẹp, 280.000 cho một chậu. Tiếp đến thì em sẽ lên những cái mã địa lan thanh ngọc các bác nhá. Thật sự luôn là bây giờ thì cây thanh ngọc thì các bác cũng đã biết đến rất là nhiều. Và em sẽ quay luôn cho các bác để các bác có thể phân biệt được cái cây thanh ngọc và cây hoàng kim bảo. Bởi vì thị trường bây giờ đang có rất nhiều nhà vườn đang bán hoàng kim bảo ra thanh ngọc. Và khi họ đã bán ra như thế thì họ sẽ không bán cây hoàng kim bảo nữa. Đấy, bản thân cái lá của và hoa của cây hoàng kim bảo và cây thanh ngọc rất giống nhau các bác nhé. Các bác nhìn này, thanh ngọc ấy thì lá của nó sẽ mềm hơn. Và cây hoàng kim bảo lá của nó sẽ cứng hơn các bác nhé. Kiểu như lá kiếm ấy, rất là cứng. Và cây thanh ngọc ấy thì các bác có thể nhìn thấy này. Giá của thanh ngọc không bao giờ có cái chuyện các bác mua 60.000 một thân đâu. Đấy, giá đấy là giá bọn em còn không mua được. Thì bây giờ em sẽ lên cho các bác xem những cái cây chậu thanh ngọc nhà em đang có lụ hàng thuần rồi các bác nhé. Hàng thuần rồi. Em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cây địa lan thanh ngọc trước. Hoa rất là thơm và rất là sang các bác nhé. Cây này để ngày Tết thì cực kỳ sang luôn ạ. Đây em lên cho các bác xem hoa. Đây hoa của thanh ngọc đây đẹp cực kỳ các bác nhé. Rất là đẹp luôn, rất là sang luôn. Đấy, cánh bay và hoa thơm, bền. Đây là cây địa truyền thống được rất là nhiều bác ưa thích ạ. Thì em sẽ lên cho các bác những cái mã như sau. Đầu tiên là mã số K12, 650.000 cho 6 thân 3 lụ các bác nhé. Chậu rất là to và rất là đẹp như thế này, 650.000 6 thân 3 lụ. Tiếp đến là mã số K9,
với giá là 580.000 cho 6 thân 2 nụ các bác nhé. 6 thân 2 nụ 580.000, cây đẹp. Hàng này em là hàng thuần rồi các bác nhé. Tiếp đến một mã K11 350.000 cho 4 thân 1 nụ các bác nhé. Chậu này thực ra không phải 4 thân đâu, nó có 5 thân cơ nhưng mà 1 thân nó hơi bé nên là em tính 4 thân thôi. 4 thân 1 nụ 350.000 cho chậu số này nhé. K11, K10 này, K10 5 thân 3 nụ này, với giá là 550.000 các bác nhé. 550.000 cho 5 thân 3 nụ. Và tiếp đến là thanh ngọc lá biên nhé cả nhà ơi. Thanh ngọc lá biên thì thực sự luôn cây này rất là hiếm trên thị trường và cũng rất là ít nhà vườn có cái cây này các bác nhé. Thì cây thanh ngọc lá biên thì em chia sẻ là mã G14 4 thân 2 lụ với giá là 650 các bác nhé. 4 thân 2 lụ 650. Tiếp đến là mã số G15 5 thân 2 lụ với giá là 800.000 các bác nhé. Cây thanh ngọc lá biên rất là đẹp, lá to cực kỳ luôn. Và cây này thì là cây sưu tầm nên là cũng giá nó cũng sẽ hơi cao các bác ạ. Cây đấy thì ít nhà vườn có lắm, những cái cây sưu tầm thì rất là ít nhà vườn có. Tiếp đến sẽ là những cái chậu quý phi thanh ngọc các bác nhé. Hoa của cây có màu xanh ngọc, cây này hoa của nó bền 3 tháng luôn. Các bác chơi thoải mái, chơi tiệt tiền ten luôn cho em các bác nhé. Một chậu thì rất là đẹp, chậu cỡ to các bác nhé, chậu rất là to luôn. Và đây em sẽ lên những cái chậu quý phi thanh ngọc để các bác ngắm. Trước tiên thì em sẽ lên hoa để các bác ngắm cái mặt hoa của cây trước. Hoa của cây quý phi thanh ngọc nó có màu xanh ngọc các bác nhé, hoa rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể sưu tầm cho mình được những cái chậu quý phi thanh ngọc cực kỳ đẹp để mình chơi Tết các bác nhé. Mang đi biếu tặng cũng đẹp, giờ mà trang trí trong phòng khách thì đảm bảo tuyệt vời luôn. Cái màu này rất là đẹp luôn. Màu xanh ngọc nó là cái màu rất là được ưa chuộng. Và những cái cây màu xanh ngọc thì thường thường là cái mặt hoa nó rất là đẹp. Đây các bác có thể nhìn thấy những cái ngồng nụ này. Đấy, có cả những cái ngồng nụ nhỏ luôn các bác nhé, các bác thấy chưa? Đẹp chưa? Chậu đầu tiên là mã số K6 với giá là 390.000 cho 7 ngồng nụ các bác nhé. 390.000 cho 7 ngồng nụ, chậu cỡ to nhé cả nhà. Các bác, đây em để nghiêng cho các bác nhìn này, chậu rất là to luôn nhé. Cây này lặng lặng, chậu lặng và to cực kỳ luôn. Em ơi, lên một mã tiếp theo, lên một mã tiếp theo là mã số K8. K8 với giá là 380.000 cho 6 ngồng, gồm có 3 ngồng cao và 3 ngồng thấp các bác nhé. Đây ạ, 3 ngồng cao các bác có thể nhìn thấy luôn. Và những cái ngồng nhỏ để mình chơi sau các bác nhé. Đấy, hàng chơi Tết mà, rất là đẹp luôn. Đây là mã K8, 380.000 các bác nhé. Tiếp đến là mã K7. Mã K7 này rất là to luôn này. Mã K7 này chính thức nó có 7 ngồng các bác ạ. Nhưng có một ngồng do nó bị gãy một lửa, còn có một mấy hột thôi, nên là tính 6 ngồng các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Với giá là 380.000 cho mã K7 này các bác nhé. 380.000. Tiếp đến là những cái chậu này. Ôi dồi ôi, chậu này rất là đẹp luôn. Cần hoa đều tăm tắp luôn này. Mã K3 này cả nhà, 380.000 cho 5 ngồng. Nhưng mà đều phải nói là đều tăm tắp luôn các bác thấy chưa, ngồng này, cái này lên chậu à, bao sang các bạn, những cái cây này các bác cứ lên chậu cho em thì đảm bảo vừa sang vừa đẹp. Lên một mã tiếp theo là mã K4 với giá là 450.000 cho 9 ngồng các bác nhá. 9 ngồng hoa 450.000, hôm qua có chậu 10 ngồng của bác nhá, bác chốt. Sau em chả tìm thấy chậu là 10 ngồng, 9 ngồng để lấy cho các bác ấy mà sáng nay tự dưng lại thấy. Đúng là thế nào, chậu này rất là nhiều ngồng nhỏ các bác nhá. Đấy, nhìn cái ngồng này, nhìn cái ngồng hoa này. Thích cực kỳ luôn, mập ú ú luôn các bác nhé. Đấy, 450.000 cho 9 ngồng. Mã số K4 các bác nhé, 450k. Và tiếp đến là mã số K mấy đây? Tiếp theo, đứng vào đây cho nó dâm nữa các bạn, lắng quá. Đây, mã này đẹp này, mã này 10 ngồng này, 450.000 K2 nhé. 10 ngồng 450.000 cho K2. Thế lúc tối hôm qua thì chả tìm được chậu là 10 ngồng để lên. Nếu mà lên thì chắc là cũng hết rồi đấy. Đây ạ, đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Lên đến mã số K5. K5 là 380.000 cho 6 ngồng. Đây mã K5 đây. Đây các bác, đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Nụ này, nụ này phê chưa. Này những cái ngồng nụ này, phải nói là lên chậu để phòng khách thì cực kỳ đẹp các bác nhé. Đây là mã K5. Tiếp theo là một mã số các ngồng rất là đều nhau luôn. Mã số K1 với giá là 380.000 cho 5 ngồng các bác nhá. 380.000 cho 5 ngồng đẹp. Này, lên chậu thì bao đẹp luôn nhá. Cây này để trang trí phòng khách hay là mình để ở cửa hàng hay là biếu tặng cũng đẹp cực kỳ. Các bác cứ mua một cái chậu các bác trồng lên. Những cái chậu sành ấy đảm bảo đẹp tuyệt vời các bác nhá. Tiếp đến là những cái mã địa lan
Phượng hoàng lá biên các bác nhá, hoa rất là đẹp luôn. Hoa của nó có cánh chớp ở viền các bác nhá, đẹp cực kỳ luôn này. Đấy, hoa là màu xanh cốm, vàng cốm các bác nhá, xanh vàng cốm rất là đẹp luôn. Và hoa bền các bác nhá. Cái cây này thì thực sự luôn là chơi cả lá lẫn hoa luôn. Lá thì là lá biên phát tài rất là đẹp luôn này. Đây hoa đây các bác ơi, hoa đẹp tuyệt vời luôn các bác thấy chưa? Đấy cánh nhựa dày nên là hoa nó rất là bền nhá. Thì cái mã này em xả hàng. Mã này em xả hàng, cây nó đẹp nhưng mà em cũng bán rẻ để đi hàng nhanh các bác nhá. Mỗi bác ủng hộ cho em mấy chậu G5 với giá là 250.000 các bác nhá. Đấy, vẫn đang có nụ có hoa và có cả nụ nhỏ đang lên các bác nhá. Đấy, tiếp đến là mã số G mấy đây? G1 250.000. Đây G1 đây 250.000 rất là đẹp luôn, chậu to đùng. Tiếp đến là mã số G3 250.000 các bác nhá. Đây G3 đây ạ, 250.000. Nụ ở dưới này các bác nhá, nụ đây này. Lụ nó đi hú. Đây, rất là đẹp luôn, 250.000. Tiếp đến là mã số G7 à, mã này là mã Q7. G7 rồi lại Q7. Q7 280.000 các bác nhá, 280.000 cho Q7. À, tiếp đến mã số QG2 này, G2 này VIP này, G2 300.000 này, chỗ này VIP này. Nhiều lụ cực kỳ luôn. 300.000 cho G2. G4 này 280.000 này, 280.000 cho G4 rất là nhiều lụ. Đấy, bác nào lấy chậu này để luôn G4 250 luôn nhá. Rất là nhiều lụ luôn. À, tiếp đến là mã số G6 250.000 luôn này. Đây lụ này, các bác thấy lụ chưa? Rất là đẹp luôn nhá. Vừa đây nó bị lắng nên hơi lóa. Cây đẹp lắm các bác ạ. Đấy, mỗi bác ủng hộ cho em một vài chậu này. Chậu to đùng, chậu nó còn to hơn cả chậu quý phi, rất là đẹp luôn. Em có một chậu vũ lưỡng nghìn sao này. Bác nào lấy thanh mì lốt cho các bác 130.000 nhá. Đang có 1, 2, này, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cần bông á. 7 cần bông, thanh lý 130.000, hoa bền 4 tháng. À, tiếp đến là những cái chậu Denso. Denso xuân 5 cánh trắng hậu xanh nhá cả nhà. Hoa thơm dã man luôn. Một chậu thì sẽ có rất là nhiều thân lá mít rụt các bác nhá. Cây đang có lụ và có hoa. 170.000 cho một chậu. Và bác nào mua 3 chậu thì em bao ship các bác nhá. Hàng đang lụ rất là đẹp luôn. Tiếp đến là những cái chậu Denso xuân 5 cánh trắng dòng đột biến, 5 cánh trắng họng đen các bác nhá. Cây đột biến ạ, thì em sẽ lên cho các bác xem mặt hoa. Bông to bằng lòng bàn tay luôn và rất là đẹp, hoa siêu thơm các bác nhá, đỉnh của thơm luôn. Đấy, 5 cánh trắng họng đen cây đột biến, 250.000 cho một chậu các bác nhá. 250.000 cho một chậu. Sẽ có một thân hoa và thân mầm. Đấy, trung bình là một hoa một mầm. Đấy, và có thể là có thêm cả một cái thân nữa là 3 thân. Nói chung là cây mập ú đẹp cực kỳ, đang có lụ chơi Tết nhé, 250 một chậu. Tiếp đến là những cái chậu Denso xuân 4N, hoa của nó có màu đỏ, đỏ hồng rất là đẹp luôn. Một chậu rất là to và rất là nhiều thân, lá mít đẹp các bác nhé. Thì mặt hoa của cây Denso xuân 4N đây cả nhà, hoa đẹp tuyệt vời luôn này. Bông to các bác nhá, bông to và lở Tết rất là bền. Một cần hoa đã to hơn cả cái mặt rồi. Đấy các bác thấy chưa, rất là đẹp rồi. Đấy, hoa này thì là 250 một chậu. 250 một chậu nhiều thân các bác nhá, nhiều thân lắm. VIP luôn, hàng này là hàng VIP luôn đấy, 250 một chậu. À, tiếp đến là những cái mã địa lan đào cơ rất là đẹp luôn. Đào cơ thì em có cả chia mã cho các bác và có cả nguyên chậu các bác nhá. À, đào cơ thì em sẽ lên cho các bác xem mặt hoa của cây này, hoa rất là đẹp. Hoa của cây có màu đỏ và cây này thì thực sự luôn là rất là đáng để sưu tầm. Rất là ít nhà vườn có cây này các bác nhá. Các bác lên sưu tầm với những cái mặt bông địa lan truyền thống nhưng mà rất là đẹp. Phải nói là cực kỳ tuyệt vời các bác nhé. Đây các bác lên chậu này sang cực kỳ luôn này. Đấy thì sẽ lên cho các bác những cái mã đào cơ như sau. G25 9 thân 1 ngồng 800.000 các bác nhé. 9 thân 1 ngồng 800.000 cho G25. Tiếp đến là G23 7 thân 2 ngồng với giá là 750. G23 7 thân 2 ngồng 750. Tiếp đến là mã số G24 600.000 cho 7 thân 1 ngồng. 7 thân 1 ngồng 600.000. À, em có một mã chiều châu tố hà này, cánh bầu rất là đẹp luôn. Chiều châu tố hà các bác nhá. Có một mã một nụ hai thân một lụ này. Em vừa mới nhổ chậu thôi. Đấy, rất là đẹp luôn này. Giá là 560.000 cho chiều châu tố hà các bác nhá. Hoa cánh hoa bầu đẹp lắm. Cây này thì cánh bầu nói chung là nói về cái dòng lan va thì cái cây này là đỉnh nhất rồi. Đây ạ, mặt hoa của cây chiều châu tố hà đây cả nhà, rất là đẹp luôn. Đấy, mình có thể sưu tầm những cái giống lan phải nói là có rất là ít các bác nhá. Đây em có hai cái chậu đào cơ nguyên chậu như này. Thì chậu này đầu tiên là chậu K14 13 thân để cho các bác với giá là 1.170.000, tính ra là 90.000 một thân các bác nhé. Đấy, tiếp đến là mã này 14 thân K13 thì giá là 1.260.000, thì tính các bác là 1.200.000 14 thân.
Và tiếp đến là em có chậu hồng thần hà, sen hồng thần hà các bác nhá, sen đỏ, cánh đẹp lưỡi bệt chuẩn luôn, rất là đẹp luôn các bác ơi. Cây này thì phải nói là lên siêu tầm. Dòng thì lá của nó là những cái đường lá kẻ cực kỳ nét đẹp, và phải nói là cây này cây siêu tầm các bác nhá. Chậu này của em là đang có là mã G20, 1,5 triệu, 7 thân 2 ngồng các bác nhá. 7 thân 2 ngồng 1,5 triệu. Đấy, cây này thì ngày mai sẽ tách thân cho các bác những cái mã nhỏ hơn để các bác sưu tầm. Thì video ngày hôm nay em xin kết thúc tại đây các bác nhá. Các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988553232 hoặc số điện thoại là 0932292299. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo ạ.